Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ các buổi phát thức ăn để giúp đỡ những người khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Thưa cô bác anh chị, hôm nay thì có một nhà hảo tâm tới tặng cho 100 thùng mì. Thì Tuấn Dương có quyết định là sẽ phát phân nửa, vì hôm nay sẽ chia ra cho, đầu tiên thì tính cho mỗi người một thùng, nhưng mà nếu mà tính mỗi người một thùng thì không đủ, và nếu mà mình tặng nguyên một thùng nữa thì họ sẽ mang đi họ bán mất, nên là thôi giờ chia sẻ mỗi người là mình sẽ đóng gói là 5 thùng để cứ chia sẻ bớt một chút đi. Thế rồi sau đó thì sẽ phát tiếp những cái phần mì này để giúp đỡ bà con cô bác đang đi nuôi bệnh. Thì bây giờ tụi mình bắt đầu làm thì cũng có các cô chú anh chị ở bên ngoài vào đây để phụ, người thì xé bao, người thì bỏ vô bao, nói chung là rất là đông vui, như là một cái chợ luôn á. Hôm nay là chợ ngày 24 Tết. Rồi chú Thanh mệt thì ngồi nghỉ đi. Thôi ngồi quan sát đi chứ. Chú Thanh thì hôm nay chú Minh cũng mới có mang lại 300 để biếu chú Thanh. Thì Tuấn Dương cũng đã giữ rồi, rồi xe gom lại. Đấy, cảnh thì rất là vui nhá. Dương ơi, có tin vui. Sao ạ? Được như ý nguyện gửi cho 850 đô. À vâng. Như ý nguyện là quyền đó bạn mẹ. À. Thì hôm nay chú Minh cũng có gửi lại 300 đô, con đã giữ rồi. Mà chú Minh ấy, cái chú lớn tuổi hôm đó, rồi hai vợ chồng cô chú mà hay phát cơm ở đây, Phát Thịnh Diệu Diễm ấy, có gửi cho con 2 triệu, thì từ từ cái đấy là con sẽ tổng hợp lại. Cần tiền cái là nói với con liền, nên tiền nong là không có lo gì nhá, cứ chỉ lo chữa bệnh thôi nhá. Dạ, dạ. Ở trong khi mà các tình nguyện viên đang chia sẻ sớt ấy, thì mình sẽ quay những cái món ăn để giới thiệu với các cô chú anh chị. Hôm nay cái bữa cơm này của chị Uyên ở Úc có gửi 48 triệu để phát cơm rồi phát tiền tặng Tuấn Dương và các tình nguyện viên và hồi hướng công đức cho hương linh của anh Nguyễn Văn Sơn. Chị có nói là cảm ơn các anh chị em và chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, bình an. Thì thưa cô bác anh chị, là chị Uyên và anh Sơn á, là Tuấn Dương đã gặp ở khách sạn Caravan. Mình có gặp anh chị ở khách sạn Caravan vào cách đây mấy năm. Nhưng mà do cái tình hình sức khỏe của anh diễn biến xấu, chính vì thế nên là anh đã bị mất vì cái căn bệnh ung thư. Và chị cũng đã có gửi tiền để cho Tuấn Dương làm các cái công việc thiện nguyện từ cái số tiền mà đám ma của anh, rồi là những cái số tiền tích lũy trước đây. Thì Tuấn Dương cũng đã có thực hiện khá là nhiều chương trình. Và hôm nay thì trước thềm năm mới cũng không biết nói gì hơn, xin gửi tới chị lời chúc sức khỏe và cầu cho anh được siêu thoát. Cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ các anh chị em đang chuẩn bị để phát những cái phần thức ăn và phát tiền cho những cái người bệnh nhân ung thư. Đây, các tình nguyện viên đang chia mì này. Đó, làm cũng rất là 60, cái 60, cái 125. Đấy, cảnh rất là đông vui nhá, giống như là cái phiên chợ quê ấy các bạn. Và các cô chú ngồi uống cà phê đây cũng lại phụ. Rồi thì có phát thêm là bánh mì này, có phát nước suối này, có phát chuối này, phát canh. Đây, một số người đã ra ngồi chờ để nhận thức ăn. Rồi, xin chào các cô chú, anh chị còn mắc kẹt tại nhà thương. Hôm nay là 24 Tết rồi. Sau bữa này thì bếp cơm sẽ làm một cái buổi là phát khoảng 500 phần thức ăn và 500 phần tiền vào sáng thứ hai. Thì ngày hôm nay đó là bếp cơm có sử dụng cái số tiền của chị Uyên ở Úc để gửi tặng cô bác anh chị cái bữa ăn này. Tuy nhiên thì em xin phép được nhắc lại là bếp cơm phát phiếu
Nhưng nếu mà em nhìn thấy cô bác không có nói cảm ơn, không có gật đầu mà em nghe rõ, nhìn rõ thì em xin phép là em không phát tiền. Số tiền em sẽ phát là 125 người đầu tiên, mỗi một người là 200.000 tiền mặt. Cái số tiền khi mà cô bác không cảm ơn, không gật đầu, em không nghe thấy, không nhìn thấy, em sẽ tặng cho cái người kế tiếp. Những ai hữu duyên, những ai có biết cảm ơn nhà hảo tâm, rồi cảm ơn các tình nguyện viên thì em sẽ tặng tiền. Còn không thì cô bác ngại thì cô bác cứ nhận cơm, nhận mì, nhận nước suối, nhận chuối rồi cô bác đi không sao cả. Em sẽ thông báo để tất cả mọi, đảm bảo tất cả mọi người cùng nghe rõ. Bếp cơm xin thông báo lại là hôm nay bữa cơm này do chị Uyên ở Úc, chồng của chị cũng mất vì ung thư. Em có gặp anh chị cách đây mấy năm ở khách sạn Caravan. Sau đó vì bệnh ung thư thì anh đã mất. Thì chị dùng cái số tiền tiết kiệm rồi các cái số tiền phúng điếu để giúp đỡ bà con cô bác ở đây. Thì hôm nay em sẽ phát phiếu để phát tiền. Tuy nhiên những ai mà không gật đầu cảm ơn những tình nguyện viên tới để phục vụ các cô chú anh chị, không nói lời cảm ơn, em không nghe thấy, em xin phép không phát tiền. Em vẫn phát thức ăn, em vẫn phát thức ăn các cô chú. Em nhắc để các cô chú anh chị mình biết và mình thực hiện. Thì ai mà ngại, không có cảm ơn, không có gật đầu thật rõ đó, thì em xin phép không phát tiền. Em nói trước, em không úp mở gì hết. Dạ chào các cô chú anh chị, hôm nay là 24 Tết thì tụi con sẽ làm cái buổi cơm này để tặng các cô chú và có phát thêm mì. Tụi con sẽ phát là 125 phiếu đầu tiên, mỗi một người sẽ nhận 200.000. 60 phiếu tiếp theo thì mỗi người sẽ nhận 100.000. Ngày thứ hai thì tụi con sẽ phát khoảng 500 phần thức ăn nữa và phát tiền. Đó là cái buổi cuối cùng. Tuy nhiên thì nếu cô chú thứ nhất là mình không có cảm ơn cái tình nguyện viên, không nói cảm ơn to trước tình nguyện viên, trước ống kính, thì con xin phép con không có tặng tiền, con sẽ tặng cho người kế tiếp. Các cô chú có nghe rõ hết không ạ? Dạ. Vâng, thì ai không cảm ơn thì con không có tặng tiền, thì con sẽ tặng cho cái người kế tiếp. Số tiền con đã mang ra thì con sẽ tặng hết. Nhưng mà dạ, vâng, cảm ơn các tình nguyện viên ấy, cảm ơn những cái tình nguyện viên người ta phục vụ mình, vậy là được. Đây cái số lượng người cũng rất là đông này các bạn này. Đây ngày nay có vẻ vui quá. Giống như nấu bánh tét. À, chợ Tết. Giống như chợ Tết đi. Đây, xin bữa cơm này xin hồi hướng công đức cho hương linh anh Nguyễn Văn Sơn. Rồi cảm ơn các anh chị em tình nguyện viên, chúc mọi người sức khỏe bình an. Rồi mời các tình nguyện viên về vị trí. Anh Lai, anh lấy cái loa kia anh bật đi giúp em ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi ai phát mì? Bà Sáu đúng không? Rồi ok. Phát mì, phát hôm nay là các bạn ngày 3 tháng 2. Hôm nay là ngày 3 Tây tháng 2. 10 giờ sáng thì bếp cơm sẽ phát thức ăn. Chú Tư sẽ phát phiếu. Đây số tiền này là 12.500.000. Xin lỗi, 25 triệu. Cái cọc này 100, cọc này 5 triệu. Mình sẽ phát hết cái số tiền này, 125 người đầu tiên. Rồi ok. Rồi mời các cô bác tiến tới nhận quà. Mọi người sẽ nhận là canh, nhận bánh mì, nhận chuối, nhận nước suối. Mì gói sẽ có 5 gói mì. Cơm tự chọn, tiền mặt 200.000 một người. Xin phép là nhắc lại lần cuối là ai không cảm ơn, không gật đầu, em không có nhìn thấy, nghe thấy thì em xin phép là không có tặng tiền. Không không, lát nữa cô mới phát. Con phát xong rồi tới cô. Rồi, tặng em.
Chúc sức khỏe nhá. Ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn, ăn Tết vui vẻ nhé. Mang qua cái bàn này sắp xếp. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Cô bác cảm ơn to rõ ràng hoặc gật đầu mạnh vào nhá, để em nhìn thấy rõ. Em nhìn không thấy rõ là em không phát tiền. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe, mình bệnh gì đây? Ung thư. Rồi. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi, biểu chú. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Cô bác nói cảm ơn thật to hoặc gật đầu thật mạnh nhá. Gật đầu nhẹ quá em nhìn không rõ là em sẽ không phát tiền. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, gửi biếu chú, chúc sức khỏe. Dạ. Rồi, gửi em trai, chúc sức khỏe nhá. Rồi, biếu chú 200.000, chúc sức khỏe. Rồi, biếu chú, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, gửi em trai, chúc sức khỏe. Rồi, biếu chị, chúc sức khỏe. Cảm ơn chưa em. Rồi, cảm ơn mấy người kia lớn ấy, không cần cảm ơn anh. Dạ. Và cảm ơn ạ. Rồi, biếu cô, chúc cô ăn Tết vui vẻ. Rồi, gửi biếu bà, chúc bà Tết vui vẻ. Rồi, cảm ơn bà. Chúc sức khỏe. Chú cảm ơn lớn lên gật cái đầu hoặc là chú nói cảm ơn lớn lên là con phát tiền. Chú cảm ơn người, những người phát cơm thì con nhắc rồi. Thôi chú ngại, chú bước qua đi, con sẽ tặng người khác. Rồi bước tới. Rồi bước tới. Thôi chú bước tới. Con nói rồi, bây giờ cô bác mình cứ cảm ơn thật to hoặc gật đầu mạnh vào cái con nhìn thấy con tặng tiền. Con nhắc chú không làm thì thôi con nhường tiền cho người kế tiếp. Cảm ơn mấy người tình nguyện viên này này. Người ta cũng dậy từ 2-3 giờ sáng người ta giúp mình. Nhớ cảm ơn dùm đi. Thể hiện nét đẹp văn hóa không có gì hết. Chúc sức khỏe. Rồi, gửi biếu con nhá. Nào, chúc sức khỏe. Rồi, đấy, bé khoanh tay, bé gật đầu cảm ơn. Rất là lịch sự. Gửi biếu bà, chúc sức khỏe. Dạ, vâng, em cảm ơn chị, cảm ơn chị. Rồi, biếu cô, chúc cô sức khỏe. Qua bên đây đây, con có bàn này. Rồi, biếu chú, đúng rồi, cảm ơn em vui vẻ, có gì đâu. Lời nói chẳng mất tiền mua. Tụi con còn tiếc gì đâu mà tiền bỏ ra phát hết mà. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm ơn, chúc sức khỏe. Rồi, biếu cô chú. Rồi, biếu chị, chúc sức khỏe. Rồi, biếu em, chúc sức khỏe.
Rồi biếu em chúc sức khỏe. Rồi. Rồi chúc sức khỏe. Cảm ơn. Cô chú nói cảm ơn thật to và gật đầu thật mạnh cho nhá, để con biết, để con phát tiền. Rồi chúc sức khỏe. Rồi gửi biếu anh, chúc anh sức khỏe. Rồi gửi biếu anh, chúc sức khỏe. Dạ dạ. Gửi biếu chú, chúc sức khỏe. Dạ gửi biếu anh, chúc anh sức khỏe. Gửi biếu chị, chúc chị sức khỏe. Gửi biếu cô, chúc cô sức khỏe. Gửi biếu em. Rồi người nhà mau hết bệnh nhá. Rồi chúc sức khỏe. Gửi biếu anh, chúc anh sức khỏe. Nhớ sau cứ cảm ơn giúp em nhá. Rồi. Chị, cảm ơn người đó đi. Cảm ơn người kia đi để em phát tiền. Rồi. Chúc sức khỏe. Cô bác nhớ gật đầu hoặc nói cảm ơn thật lớn lên để con phát tiền nhá. Con không nghe thấy, con không nhìn thấy là con sẽ không phát tiền. Con sẽ phát cho người kế tiếp. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi, cảm ơn em. Vâng, vâng. 60 phiếu đỏ. Hết đấy chú Tư ngưng xíu rồi nói con cảm ơn. Rồi, gửi biếu em, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Gửi biếu anh, chúc sức khỏe. Rồi, gửi biếu em, chúc sức khỏe. Rồi, gửi biếu anh, chúc anh sức khỏe. Gửi biếu em, chúc sức khỏe. Gửi biếu em, chúc người nhà hết bệnh nhá, mau hết bệnh. Dạ, biếu chị, chúc sức khỏe. Rồi, đúng rồi, cảm ơn nhà hảo tâm để anh tặng tiền. Dạ, gửi biếu anh, chúc anh sức khỏe. Dạ, con gửi biếu cô, chúc cô sức khỏe. Chúc sức khỏe. Ơ, trả phiếu chú Kỳ ơi, phiếu này, phiếu này. Chúc cô sức khỏe, cảm ơn ạ. Rồi, chúc sức khỏe, bình an nhá. Chúc sức khỏe, chúc bình an. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, cô bác nhớ cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn tình nguyện viên. Gật đầu hoặc nói lớn lên giúp con nhìn thấy con phát tiền. Không thấy thì con sẽ phát cho người kế tiếp. Rồi, biếu chú, chúc sức khỏe. Vâng, ăn Tết vui vẻ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều. Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Vâng, cảm ơn, mang qua đây sắp xếp. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Biếu chị, chúc chị sức khỏe, cảm ơn. Qua cái bàn này sắp xếp. Đi ra ngoài dùm chị ơi. Đi ra ngoài dùm, xếp hàng theo thứ tự. Gửi tặng em, chúc sức khỏe nhá, cảm ơn. Gửi tặng em, chúc gia đình mau hết bệnh nhá, cảm ơn. Đưa phiếu nhận tiền. Biếu cô, chúc cô sức khỏe, cảm ơn. Rồi biếu chị, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi biếu bà, chúc bà sức khỏe, bình an nhé. Rồi biếu chị, chúc chị sức khỏe nhá, cảm ơn, năm mới phát tài. Rồi gửi biếu em, chúc sức khỏe. Rồi chúc người nhà mau hết bệnh nhá, năm mới phát tài. Rồi biếu chú, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe, cảm ơn, mang qua bàn đây đây. Rồi biếu em,
chúc em sức khỏe nhá, bình an. Cảm ơn. Với ai biếu anh, chúc anh sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Dạ. Cô bác gật đầu hoặc là nói cảm ơn to nhá, để con nghe thấy con phát tiền ạ. Rồi, chúc sức khỏe chị, cảm ơn chị. Dạ, chúc sức khỏe, cảm ơn. Dạ, chúc sức khỏe. Nhiều sức khỏe cho đội yêu thương này có nhiều ý nghĩa cho chú. Rồi cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Rồi cảm ơn. Và gửi biếu em, chúc sức khỏe nhá. Rồi lấy cơm, lấy đồ ăn xong rồi nhận tiền. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Gửi biếu cô, chúc sức khỏe, chúc bình an. Biếu bà, chúc bà sức khỏe. Rồi, gửi cho em, chúc sức khỏe. Chừng nào mới về quê? Chừng nào mới về quê? Qua Tết á? Rồi, gửi biếu em, chúc sức khỏe nhá. Người nhà mau hết bệnh, mỗi người 200.000. Chúc sức khỏe, mau hết bệnh. Chúc sức khỏe, mau hết bệnh nhá, cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe. Ok, dạ. À, 100 người thì có một người không cảm ơn, nên cái người thứ 101 là sẽ có thêm 200.000. Rồi, chúc anh sức khỏe. Chú, cảm ơn lại cô đi nhận tiền. Ở đây giải khuyến khích cho chú nhá, chú quên đó. Gửi biếu chị. Ăn cá. Một món em trai, chúc sức khỏe, cảm ơn em. Gửi biếu bà, chúc bà sức khỏe. Dạ, con gửi biếu bà, chúc bà sức khỏe nhá. Gửi biếu chúc chú sức khỏe. Gửi biếu cô, chúc cô sức khỏe. Nhớ cảm ơn tình nguyện viên để em phát tiền nhá. Không cảm ơn là em nhường tiền cho người kế tiếp. Rồi cảm ơn anh. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe, cảm ơn. 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 Vâng. Dạ rồi. Cô chuẩn bị ra đây, chúc sức khỏe. Rồi dừng lại. Dạ, chú là người may mắn tiếp theo. Vì có một người trong số là 125 người không cảm ơn. Nên là mặc dù chú nhận được cái phiếu màu hồng đó, nhưng mà chú vẫn có là 200.000 tiền mặt. Lẽ ra chú có ít hơn, nhưng có người không cảm ơn, nên cái phần tiền này con xin biếu chú. Rồi bây giờ tới cô phát mỗi người 100.000. Rồi từ. Cô phát. Rồi cô phát, đầu tiên mỗi người 100.000 nên cô phát đi. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe. Xíu khi phát 50.000 nên mỗi người tờ thì được nhiều hơn, cho người ta mỗi người một chút. Vâng, được rồi, bây giờ cứ phát hết 100 trước. Vâng, ok. Đúng rồi, nhận tiền em gái. Rồi, chúc sức khỏe. Vâng. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe, bình an nhá, Tết bình an. Điện thoại cho ông bỏ vô túi đi. Chúc sức khỏe. Bỏ vô trong túi. Để nhà cô. Chúc sức khỏe về bình an nhé. Dạ con cảm ơn. Dạ con ba má em. Dạ con cảm ơn cô. Này tính nói gì tính. Rồi, phát cô phát mỗi người một tờ. Rồi, ok. Do có số lượng nhiều thì bắt đầu từ đây cô sẽ phát 50.000 một người. Em nhận tiền đi. Dạ không, em. Rồi ok, có bạn không nhận tiền thì người kế tiếp sẽ có tiền. Cô sẽ tặng mỗi người 50.000 nữa.
Rồi để nhiều người cùng có chia sẻ một chút yêu thương. Rồi từ đây sẽ tặng 50.000 một người, tặng cho là 200 à, xin lỗi, tặng cho 100 người. Rồi chúc cô bác nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Rồi. Chú ơi, bây giờ hết phiếu hồng nhưng vẫn cứ phát tiền cứ đi theo thứ tự. Rồi tặng 50.000 một người thì tặng được nhiều hơn. Vâng, rồi cô cứ phát mỗi người một tờ. Bỏ đấy, cô cứ phát mỗi người một tờ vậy xong. Chú nhận tiền. Rồi bây giờ không nhắc là không cảm ơn thì thôi lại không phát tiền nữa nhá. Không cảm ơn, không gật đầu là tụi con không có cảm ơn nữa. Vâng, không đúng là tội nghiệp, nhưng mà nếu mình cảm ơn các nhà hảo tâm ấy, thì sẽ có nhiều nhà hảo tâm khác giúp các cô chú trong những cái lần kế tiếp. Vì tiền ở đây thì cũng là đều do gia đình làm lụng vất vả khó khăn. Cô bác đi mua bán thì mình cũng phải cảm ơn. Bác sĩ khám cho mình cũng phải cảm ơn. Giờ người ta tặng mình biếu mình thì mình nên cảm ơn. Tụi con nhắc hoài rồi. Đây có tặng thêm mì gói, mỗi người 5 gói mì. Hai người không cảm ơn thì gật đầu mạnh vô nhá, nhìn thấy mới phát tiền. Nhìn thấy gật đầu mạnh, nhìn thấy cảm ơn nói to thì phát tiền nhé mấy cô bác. Còn không thì sẽ nhường cho những người khác. Con lên con tặng trẻ mồ côi thì 10 cháu thì 11 cháu cảm ơn luôn. Chúc sức khỏe. Vâng, ăn Tết ở bệnh viện luôn đúng không? Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Tiếp theo không được phát phiếu, vẫn được phát tiền 50.000 một người nhá. Cô bác cứ đi theo thứ tự giùm em. Rồi chú cho đi dần đi cho chú. 50 người tiếp theo không được phát phiếu, vẫn được nhận 50.000 tiền mặt nha các cô chú. Rồi đứng sát vô trong lề giùm em. Đứng sát vô cô chú. Đứng sát vô. Mình đứng sát vô hàng rào giúp em đi ạ. 50 người tiếp theo không được phát phiếu, mình vẫn nhận 50.000 tiền mặt. Vui lòng mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp. Sáng thứ hai là làm một buổi nữa. Em gái đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Đây chỉ bát cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh đi ra ngoài giúp. Rồi đi ra ngoài đi. Ở đây chỉ giúp bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Đừng có do em ơi. Mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp, đi theo thứ tự để nhận thức ăn. Chúc quý cô bác ngon miệng, xin cảm ơn. Cô bác vui lòng chuẩn bị mở sẵn nắp hộp. Cô bác nhớ cảm ơn nhá, gật đầu mạnh cho để phát tiền mặt 50.000 một người. Rồi chúc sức khỏe. Ngày hôm nay là tặng lãnh đạo 50.000 lì xì ăn Tết nhá. Không thuộc bệnh nhân nuôi bệnh, không phải là người bệnh nhân.
Thứ hai còn buổi nữa nhá, cô bác còn ở đây thì ra. Thứ hai còn buổi nữa. Hết phiếu rồi cô, vẫn cứ phát tiền đi cô, 50 ngàn một người. Cô bác nào cảm ơn hoặc gật đầu thật là mạnh vô là có tiền 50 ngàn. Còn không tụi con xin phép là chỉ phát cơm thôi. Vâng, vâng, cô phát hết luôn. Không cần phiếu, bếp cơm cũng vẫn phát tiền cho các cô chú. Rồi, rồi biếu anh 50 ngàn, chúc sức khỏe. Bếp cơm có hai, đặt hai cái bàn đây cô bác, bỏ lên bàn mình sắp xếp thức ăn để mang vô trong nhà thương nhá. Chúc sức khỏe, mang qua bàn này cô. Bếp cơm có bố trí hai cái bàn, cô bác mang qua cái bàn kế bên này mình đẩy giúp em. Đồ ăn tự chọn, cô bác ăn món nào thì lựa món đó. Có đùi gà này, còn thịt kho củ cải này, tôm này, tôm với đậu que, bò xào đậu que, cá chiên, rồi sườn ram, quá trời món luôn. À, bếp cơm ở đây lập ra chỉ mong là giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Cái số lượng người nghèo, người bên ngoài, người đi xin ăn chuyên nghiệp rất là nhiều. Bếp cơm không để đủ phục vụ nên là bếp cơm sẽ từ chối phục vụ những người ở bên ngoài. Trong quá trình đi phát thức ăn là bếp cơm sẽ kiểm tra ngẫu nhiên. Những ai không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh thì bếp cơm sẽ mời ra ngoài. Chú Thanh ghiền quá, chú vẫn ra đứng để chú phụ. Rồi, chúng tôi sức khỏe. Dạ. Về đó cho gia đình cuối năm tụ hẹp rất là nhiều, thu được 2 ký gạo. Rồi rồi, biếu chị 50 ngàn chị gái ơi. Thôi rồi, giờ cô khác. Rồi rồi, biếu chị 50 ngàn, chúc sức khỏe. Rồi qua đây có cái bàn kế bên, cô bác sắp xếp giùm em nhá. Và hôm nay là 24 Tết rồi, bếp cơm sẽ làm một buổi nữa vào sáng thứ hai. Sau đó qua năm sẽ phát tiếp để chúc các cô bác mau hết bệnh về nhà ăn Tết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi chúc sức khỏe. Rồi lấy tiền cho cảm ơn chú trai cho chị nhé. Rồi chúc em sức khỏe, chừng nào được về? Dạ, hôm mùng 7 anh ơi, tối mùng 7. Tối mùng 7 Tết á? Dạ, 28 em mới về. Rồi ok, rồi cảm ơn, chúc sức khỏe, cảm ơn, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi hết tiền, rồi khô máu, rồi cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô, rồi chúc cô sức khỏe nhá. Rồi cảm ơn. Rồi rồi. Dạ dạ. Rồi bây giờ còn cơm thôi, tiền thì phát hết rồi nha cô bác. Dạ 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 vâng vâng, cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Rồi chúc cô sức khỏe. Dạ dạ. Không mai mai cô tới nữa, có điều kiện tới nữa. Đi thẳng được được được. Đây các bạn giờ thấy là sau khi tụi mình làm xong đó là dọn dẹp quét dọn rất là sạch sẽ nhá. Đó. Rất sạch sẽ gọn gàng luôn. Từng những cái trái dừa rác các thứ bỏ vô trong bịch trong bao để tối bên vệ sinh môi trường người ta sẽ hốt. Xếp hàng em gái ơi, ý thức dùm đi, cứ nhận cơm là mình xếp hàng giúp anh. Đi lánh cơm phải có đồ đựng, đi lánh cơm phải có đồ đựng. Hai cái hố, một cái đựng cơm, một cái đựng đồ ăn. Bao xốp mình sẽ nhận là bánh mì, chuối, nước suối, mì gói. Ở đi chỗ khác đi, chỉ quần đỏ áo vàng kia, hướng dẫn chị rồi. Để cho người sau họ còn đi lên. Ngày nào cũng làm mà em có tiền là em làm. Ngày nào cũng làm. Vâng. Trừ chủ nhật ấy. Đây chỉ giúp bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Thì người ta ở đây thường người ta sẽ chuẩn bị sẵn đồ đựng. Có những người giống như đi ngang qua người ta thấy người ta đâu có đồ đựng đâu lấy được. Thì dân mình thì cứ thấy phát từ thiện là người giàu cũng cũng nhào vô làm mình khó xử. Không phát thì không được, mà phát thì nhiều khi họ chưa thực sự cần như lấy phần của những người lấy của cái người bệnh, mà cái người bệnh với họ khó khăn hơn. Đây là có những gia đình những người nuôi bệnh trong đó. Vâng, những người mặc áo vàng này là họ là đi người đi nuôi bệnh đấy, thân nhân của họ đi nuôi thân nhân của họ. Sáng thứ hai là bếp cơm còn phát buổi nữa nhá. Cô bác còn ở nhà thương thì ra lánh thức ăn. Sáng thứ hai buổi cuối cùng sẽ lì xì các cô bác hoặc là tặng tiền xe. Cô bác thấy sau khi mà phát cơm xong là bếp cơm dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng, không còn rác.
Mai mốt cô bác đi nhận cơm ấy, mình thấy rác ở xung quanh mình nhặt bỏ vô cái thùng dùng tụi con. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, rồi nghiêm túc trật tự thì sẽ có nhiều nhà hảo tâm tới giúp các cô bác. Khi đi lánh thức ăn nhớ cảm ơn. Ai ngại cảm ơn thì gật đầu. Trong năm 2004 ai không cảm ơn không gật đầu con sẽ không phát tiền nữa. Mình đi mua đồ ăn thức uống thì người ta phục vụ mình trả tiền mình cũng phải cảm ơn. Đây miễn phí nhưng cũng vẫn phải cảm ơn các cô bác. Thể hiện nét đẹp văn hóa, ứng xử giữa người cho người nhận. Đây các anh chị sẽ sắp xếp thức ăn. Tiến lên cái bàn ở trên cũng của mình đấy chị ơi. Hai cái bàn đó của mình đấy, mình đợi để bàn nào cũng được. Hai cái bàn đó của bếp cơm hết đấy. Cô bác cứ để đi, qua năm em sẽ mua thêm bàn nữa. Rồi, vô trong, sắp xếp nha. Đấy, hai cái bàn này của mình đấy, cô bác cứ để lên mà sắp xếp. Rồi, chúc sức khỏe. Có nhiều sức khỏe để làm nhiều việc thiện hơn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn luôn các mạnh thường quân và những người hảo tâm. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn luôn những người phụ. Dạ, vâng, cảm ơn. Trời, ấm lòng quá. Dậy từ 3 giờ sáng nghe được câu này của chị thì thôi khỏi phải ăn sáng luôn. Nhờ có các mạnh thường quân và những người hảo tâm, những tình nguyện viên á. Dạ. Những người khó khăn như cái chị có được bữa hơn. Cái này là thưa chị là chị mà gửi tiền này là em gặp anh chị rồi. Chị ở Úc về nhưng mà sau đó chừng khoảng chưa đầy một năm sau là chồng ung thư, chồng mất thì chị dùng cái số tiền này để biếu bà con cô bác một bữa ăn, rồi cũng có tặng thêm cái phần tiền, nhưng mà phần tiền thì có hạn nên là tụi em đã tặng trước đó rồi. Hôm nay con chị nó chuẩn bị mổ á, thành ra chị ra tới giờ chị mới ra. Vâng. Rồi giữ gìn sức khỏe. Dạ dạ. Cũng cho chị vâng. Gửi lời cảm rồi. Ơn cho chị đó. Dạ dạ. Chị đó có nhiều sức khỏe dạ. Để làm nhiều việc thiện. Dạ hơn rồi nữa. Cảm ơn chị. Giúp được. Những mảnh đời khó khăn. Vâng vâng. Rồi chúc ca mổ thành công nhá. Rồi chào các cô bác nhá. Rồi. Rồi xin chào, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn các cô bác anh chị nhá. Chúc người nhà mau hết bệnh để đi về ăn Tết. Rồi xin cảm ơn. Rồi cảm ơn. Đi theo hàng đây ạ. Áo xanh đi theo hàng dùm. Thôi phát cho bà đi, cho bà lấy cơm ăn rồi. Lần sau mang cái hộp đi em gái nhá. Biết mà trời. Sau đi tìm cái việc gì làm hay là ấy bán vé số gì đấy làm chứ trời. Không. Thì thôi hôm nay tặng em phần cơm em ăn đi. Tụi anh đây cũng thương người lắm nhưng mà chỉ thương cái người thực sự khó khăn thôi chứ ở bên ngoài thì nhiều người quá không giúp xuể. Nhanh chân cô bác ơi, xếp hàng vô theo thứ tự, còn cái gì nhận cái đó dùm. Hết cơm thì tặng đồ ăn, tặng mì gói. Rồi cô bác vào lấy mì gói ăn với ấy nhá. Rồi lấy thêm thùng mì nữa đi cô ơi. Rồi mỗi người mấy gói mì rồi ăn với đồ ăn. Mì gói vẫn còn. Alo. Đúng rồi thưa anh. Vâng. Anh nói nhanh, em đang phát cơm cho người ta. Vâng, rồi ok. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi ok, cảm ơn, chúc sức khỏe. Đã hết cơm, mỗi người nhận vài gói mì ăn với đồ ăn. Cảm ơn các cô chú anh chị nha. Rồi mình nhận vài gói mì rồi có đồ ăn nữa mình ăn tạm ăn đỡ đi. Đây là bếp cơm chỉ chuẩn bị có 400 phần, 350 phần thôi. Có thêm những cái phần mì.
hết xong nhá, kết thúc. Chú Thanh cho mấy người đi sau để cho họ gói mì này. Rồi rồi, ra ra lấy mì, xếp hàng vô lấy mấy gói mì nữa xong. Không còn còn người không thì lấy. Rồi em gái có lấy mì không? Không, không là lấy mì thôi, còn đồ ăn thôi khỏi. Cô phát dầu, phát dầu luôn. Dạ, chị Nguyệt là sẽ tặng mấy tình nguyện viên mà phụ bếp cơm chai dầu gió. Thế chị anh chị Sơn Nguyên gửi tặng mỗi người một chút uống cà phê. Dạ. Hết rồi em trai, hết rồi. Cái này là của dầu anh gió. Em. Vâng. Của anh em tình nguyện viên. Rồi. Dạ rồi. Cô Bích có gửi cho mỗi người 100.000 nữa nhá, biếu bà, biếu hai bà. Chờ chờ con xíu. Bà 100.000, bà 100.000. Bà 100.000, bà ấy 100.000. Cô Bích gửi nhá, cô Bích gửi cho. Rồi ok. Dạ rồi rồi, gửi biếu anh Thanh. Rồi mỗi người nhận 100.000, nhận chai dầu gió chị Thu Nguyệt gửi tặng nhá. Dầu gió này là dầu gió. Đây có chưa? Rồi. Rồi gửi tặng chúc sức khỏe. Đây chú Tư thì tặng tiền. Chú Tư tặng tiền còn cô sẽ tặng dầu gió. Hết đồ ăn rồi, hết đồ ăn rồi. Đây, còn chú gửi cho cô để phụ bếp cơm của cô. Rồi cảm ơn cô Tư nhá. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe. Rồi còn số tiền này là anh chị Sơn Nguyên ở Úc gửi nhá. Rồi cho em cảm ơn chị anh chị Sơn Nguyên ở Úc. Cảm ơn anh chị, chúc gia đình anh chị nhiều sức khỏe. Rồi ok, rồi cảm ơn cô nhá. Rồi hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Rồi chào lãnh đạo. Đầu gối có đau không để giúp ta? Anh ấy lấy thùng mì cho, lấy thùng mì trong. Biếu chú thùng mì ăn Tết nhá, được không? Đúng quá. Đầu gối có đau không? Đủ. Tôi tự thấy thuốc nè. Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Đau thì sức cần. Giờ biếu chú thùng mì ăn Tết nhá, anh em tình thương, mến thương, được chưa? Hôm nay chạy xe được không? Cũng lơ ra à. Rồi, biếu ơi. Rồi, biếu chú thùng mì ăn Tết nhá. Thôi gửi ông mang đi ông bán cho người ta chứ ông lấy gì. Hôm nay ông mới làm ăn chân chính thì ông chạy cho ông. Thôi không không. Rồi chúc sức khỏe. Dạ.